thế của mình lúc này như thế nào khi mà nhận về cho mình chiếc Samsung Galaxy J7 Ride ạ? Dạ, lúc đầu thì nghe chị gọi điện thoại thì bất ngờ. Dạ. Bây giờ nhận được quà thì cảm thấy vui. Tại vì không tin là mình nhận được quà. À, vui, bất ngờ. Khi mà nhân viên khách hàng gọi điện thoại báo là trúng thưởng thì nói chung cũng không có tin là mình may mắn như vậy. Rất vui và khá là may mắn khi nhận được tai nghe. Trong cái quá trình mà mình sử dụng cái chiếc J7 Ride, em thấy chị đang dùng chiếc J7 Ride đúng không ạ? Dạ, thì chị có cảm thấy như thế nào và chị thích nhất cái tính năng nào nhất trên cái chiếc máy này? Dạ, em cảm thấy rất là hài lòng khi mua. Và em thấy là thích nhất là tính năng là một chạm, cảm biến vân tay, một chạm. Dạ. Em thích cái chế độ chụp hình với là cái tính năng một chạm đó. Dạ. Cái cảm biến vân tay một chạm của chiếc máy này rất là nhanh. Cảm biến vân tay và bộ đôi camera khá là đẹp. À, để mình có thể chụp hình và lưu lại những cái khoảnh khắc. Khi mà mua hàng tại cửa hàng H5 Mobile thì chị có nhận xét gì về cái thái độ phục vụ của cửa hàng ạ? Em thấy nhân viên thì nhiệt tình, kiên nhẫn, ví dụ mình hỏi thì trả lời rất tận tình. Dạ. Anh dịch vụ anh nghĩ là tốt. Em mua ở chi nhánh Hồng Bàng thì thái độ của nhân viên rất là nhiệt tình. Nếu mà các anh này là không nói chung là dễ thương. Dạ, đúng rồi, dễ thương. Nhân viên thì khá là thân thiện và rất là vui tính.